Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube chính thức của Trần Xuân Bình. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn xem kênh YouTube này thì hãy đăng ký ấn vào nút chuông để ngay khi Bình phát video hữu ích mới nhất, bạn sẽ người đầu tiên nhận được thông báo. Ấn nút chuông để nhận được thông báo. Ngày hôm nay đó là một chủ đề vô cùng tuyệt vời và ấn tượng. Đó là gửi tiết kiệm ngân hàng online có an toàn không? Rất nhiều trong những video mà Bình đã chia sẻ về gửi tiết kiệm ngân hàng, có rất là nhiều bạn thường thắc mắc và hỏi rằng đó là gửi tiết kiệm ngân hàng online thì có được không và có an toàn không. Nên ngày hôm nay Bình làm video này để chia sẻ và giúp ích cho các bạn được trả lời câu hỏi này một cách trọn vẹn nhất. Và chúng ta thường thấy rằng khi chúng ta ra ngân hàng gửi tiết kiệm thì mọi người, nhân viên ngân hàng thường hỏi chúng ta rằng anh có lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng online không? Em sẽ hướng dẫn anh để có thể gửi tiết kiệm ngân hàng online. Và chúng ta vẫn bị mắc bởi cái rào cản đó là mọi thứ đều cần phải có giấy trắng mực đen và chúng ta có giấy tờ nhận được của ngân hàng. Và nếu không thì chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ bị mất tiền và không biết làm cách nào để có thể đòi lại tiền. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một cách, đó là chúng ta có thể gửi tiết kiệm ngân hàng online có được không? Điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là hiện nay ngân hàng đang khuyến khích cho chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng online thông qua app ở trên điện thoại. Và chúng ta hoàn toàn có quyền kiểm tra việc là app này hoạt động như thế nào. Và trên app chúng ta hoàn toàn kiểm tra được thông báo về số dư, về các thông tin về tài khoản tiết kiệm, sổ tiết kiệm của chúng ta, về lãi suất và về giá trị tiền lãi chúng ta nhận được theo kỳ hạn mà chúng ta đã gửi và tích vào trong đó. Đặc biệt hơn là khi mà chúng ta ra ngân hàng thì chúng ta xuất trình giấy chứng minh nhân dân và chúng ta đề nghị ngân hàng in cho chúng ta sao kê tài khoản thì nó hoàn toàn có quyền chi xuất và nó in ra toàn bộ cái phần sao kê đã thực hiện tài khoản ngân hàng của chúng ta. Cho nên điều này hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm để có thể lựa chọn. Điều quan trọng ở đây đó là chúng ta cần lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng online như thế nào để cho đảm bảo cái nhu cầu của chúng ta. Thì trong một video trước mình đã chia sẻ về 5 bí quyết để có thể gửi tiết kiệm ngân hàng một cách hiệu quả. Đó là chúng ta cần phải lựa chọn về lãi suất, về kỳ hạn và về ngân hàng để làm sao tối ưu hóa được lãi suất, tối ưu hóa được tiền lãi của chúng ta, tối ưu hóa được cái kỳ hạn của chúng ta và phù hợp với cái nhu cầu tài chính của chúng ta. Bạn hãy xem video này ở trong phần kênh YouTube của Trần Xuân Bình cũng như trong danh sách phát đi cùng với video này. Còn chúng ta sẽ gửi tiết kiệm online bằng cách rất là đơn giản. Một, chúng ta thấy rằng điều dễ dàng đó là chúng ta có thể cài một cái app ở trên điện thoại và được nhân viên ngân hàng hướng dẫn một cách rất là chi tiết và tận tình. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu từ tài khoản thanh toán của chúng ta có tiền. Giả sử như chúng ta có 50 triệu hoặc 100 triệu. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản tiết kiệm online. Sau đó hoặc là một số app có thể ghi là tiết kiệm online thì chúng ta tích vào đó, xong đó chúng ta chọn cái hình thức là mở sổ tiết kiệm online thì chúng ta lần lượt chọn vào các khung, đó là chọn về kỳ hạn, chúng ta nên chọn kỳ hạn đó là phù hợp với nhu cầu tài chính của chúng ta. Và cái kỳ hạn này của bạn có thể là 1 tháng, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng, 12 tháng, đấy là tùy theo cái nhu cầu của bạn. Và chúng ta xem là gì, cái mà khoảng thời gian mà có lãi suất nhiều nhất là bao nhiêu. Thì cái này mình có một bí quyết cho bạn, đó là chúng ta cũng có thể chia ra các cái sổ gửi tiết kiệm online khác nhau. Ví dụ như chúng ta cần trong mục tiêu ngắn hạn là 100 triệu, mục tiêu dài hạn chúng ta cần 300 triệu. Thì giả sử như bạn có 400 triệu thì chúng ta cũng nên tách ra thành hai sổ. Hoặc là vẫn là 300 triệu kia nhưng chúng ta tách thêm thành hai sổ nữa là 200 triệu và 100 triệu. Để khi mà chúng ta rút tiền trước kỳ hạn thì chúng ta sẽ không bị lỗ và chúng ta sẽ vẫn đảm bảo được cái việc là mục đích của chúng ta khi gửi tiết kiệm ngân hàng là có được lãi suất tiết kiệm và có được lãi tiền gửi tiết kiệm. Thì đấy một trong là những cái mẹo để chúng ta có thể dễ dàng gửi tiết kiệm online. Và chúng ta thường nhớ rằng một cái bí quyết nữa, đó là khi gửi tiết kiệm online thì sẽ có 3 cái phần mà chúng ta tích vào là cách để gửi tiết kiệm. Một, đó là hết kỳ hạn thì tiền sẽ tự động chuyển về tài khoản thanh toán và không gửi tiếp nữa. Thứ hai, đó là chúng ta hết kỳ hạn thì cái tiền gốc được tự động nhập vào và chuyển tiếp và chúng ta thu lãi thì lãi tự động chuyển về cái tài khoản thanh toán của chúng ta. Và thứ ba đó là chúng ta chuyển toàn bộ tiền lãi được nhập vào gốc và tiếp tục gửi giống như kỳ hạn mà chúng ta đã gửi. Thì chúng ta lưu ý đến cái mục đích nhu cầu sử dụng tài chính của chúng ta để chúng ta lựa chọn được hình thức gửi tiết kiệm online cho phù hợp. Rồi, bây giờ sẽ là một số câu hỏi mà các bạn thường hỏi Bình. Đó là khi mà em đang gửi tiết kiệm online như vậy, rút trước kỳ hạn thì có được không? Thì trả lời đó là khi mà chúng ta rút trước kỳ hạn
thì chúng ta hãy mang cái sổ tiết kiệm online này ra, chúng ta vay ngân hàng với một số tiền nhỏ hơn hoặc tương đương với số tiền gửi tiết kiệm online của chúng ta, thì chúng ta có thể rút được tiền ra mà vẫn đảm bảo được gửi tiết kiệm online. Sự chênh lệch giữa cái lãi này, chúng ta vẫn có lãi do cái thời hạn mà chúng ta đã gửi thì dài hơn, còn thời gian mà chúng ta phải vay thì ngắn hơn. Thì trong một video mình đã chia sẻ về điều này rồi. Thứ hai, nếu như chúng ta bắt buộc mà phải rút ra trước kỳ hạn thì đấy là điều mà các bạn không nên làm, bởi vì rút ra như vậy thì sẽ không được nhận lãi. Thì cách nữa đó là chúng ta cần tách cái số tiền của chúng ta ra, có thể thành 2 sổ, 3 sổ, để khi mà chúng ta sử dụng một phần tiền, không phải là hết toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm đó, thì bạn có thể rút một sổ ra, còn 2 sổ kia thì vẫn tiếp tục chạy để cho bạn lãi suất tiết kiệm và lãi tiền gửi tiết kiệm. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là em có thể nhận lương hàng tháng và gửi vào định kỳ được không? Thì câu trả lời ở đây là không, bởi vì bạn chỉ có thể gửi với mỗi một khoản tiền với một cái cuốn sổ đó và một kỳ hạn đó thôi. Chúng ta không thể đẩy thêm tiền vào cái kỳ hạn đó được, và chúng ta sẽ phải gửi theo cái hình thức gửi tiết kiệm khác. Bạn hãy xem trong video là 5 bí quyết để gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn, hiệu quả và có lãi suất cao nhất thì mình đã chia sẻ ở trong cái video rồi. Rồi một số câu hỏi nữa bạn thường hỏi mình đó là mới gửi vào mà muốn lấy ra thì làm thế nào? Thì khi mà chúng ta gửi online như vậy thì nó cực kỳ là đơn giản, bởi vì cái thao tác của chúng ta hiện nay đó là cái tài khoản khi chúng ta gửi online thì lãi suất sẽ lớn hơn là gửi offline. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái ưu đãi tại giai đoạn này thôi, nhưng chắc chắn mình tin rằng giai đoạn sau thì sẽ không có cái sự chênh lệch này, bởi vì hiện nay thì cái việc các ngân hàng đang khuyến khích cho những khách hàng của chúng ta có thể sử dụng tiết kiệm online và sử dụng các app thanh toán, và nó gia tăng được cái việc thanh toán và mua hàng cho khách hàng nhiều hơn, cũng như là để lại thông tin cho khách hàng để khách hàng có thể dễ dàng quản lý và chăm sóc bạn. Vì vậy nên việc tiết kiệm online hiện nay mới đang được ưu điểm là lãi suất lớn hơn với lãi suất gửi tiết kiệm trực tiếp. Rồi, câu hỏi của bạn đó là mới gửi vào và rút ra thì làm thế nào, có được không? Thì trả lời là rất dễ dàng và được, và dễ hơn và không mất thời gian bằng việc là bạn phải ra ngân hàng. Đó là chúng ta chỉ cần tích vào trong cái phần tiết kiệm online và chúng ta ấn vào phần tất toán thì tự động tiền nó sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán của chúng ta, và từ đây thì chúng ta có thể dễ dàng mua sắm, thanh toán, rút tiền ra bằng thẻ ATM hoặc bất kỳ điều gì, hoặc bạn có thể ra ngân hàng để rút tiền, thì đó là chuyện hoàn toàn rất là dễ dàng và bình thường. Thì câu hỏi này rất là dễ dàng để bạn có thể làm được điều đó. Rồi câu hỏi tiếp theo đó là em ở nước ngoài thì em có thể thực hiện được không? Thì câu trả lời ở đây là nếu như bạn đã có một cái app của tài khoản và mở tài khoản tại ngân hàng từ phía Việt Nam và bạn sử dụng liên tục ở trên app thì việc này là bình thường, bạn vẫn có thể làm được, bởi vì cái app này của chúng ta thì có thể sử dụng ở trên toàn quốc cũng như là hệ thống của thế giới, không vấn đề gì. Bạn cứ thực hiện các thao tác bình thường với giao diện bằng chữ tiếng Việt hay tiếng Anh thì do bạn sẽ lựa chọn giao diện thì sẽ do bạn lựa chọn cái giao diện ở trên điện thoại của bạn. Thì đó chính là phần mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là gửi tiết kiệm ngân hàng online thì có an toàn không, và ưu điểm gì và có những điều gì phải lưu ý trong mô hình gửi tiết kiệm này. Và mình chúc cho bạn sẽ thành công trong việc lựa chọn được loại hình gửi tiết kiệm ngân hàng một cách phù hợp nhất, an toàn nhất và có lãi suất cao nhất. Và chúc cho bạn sẽ làm được việc kinh doanh thật là thuận lợi. Và nếu bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe, đăng ký vào kênh, ấn nút chuông để ngay khi mình phát video mới nhất, bạn sẽ là người đầu tiên nhận những thông tin hữu ích. Trần Duy Hình xin chào và hẹn gặp lại.